Chào buổi sáng ngày mới tất cả mọi người. Hai mẹ con sói đang chuẩn bị để đi gặp bác sĩ khám định kỳ cho mình với lại em bé. Em sói thì dậy đang ngồi ăn sáng đây. Em sói ăn một tí nữa xong là mình sẽ thay đồ cho em sói và hai mẹ con sẽ đi. Sói ăn đi con. Sáng nay ăn sáng rất là nhởn nhơ ạ. Nào, ăn chi? Bánh snack của con hết rồi. Con ạ. Con ăn bánh mì đi. Từ tối qua là mình đã cho em sói mặc bộ đồ ngủ cộc tay rồi. Tại vì trời bắt đầu nóng, em ngủ em cứ vã mồ hôi ở trên trán với cả mồ hôi ở trên tóc ra, ướt hết cả tóc. Con nhà? No. No. Yes. No. Yes. Oh yes. Yes. Em ăn đi. Con ăn một vài miếng nữa thôi, xong rồi hai mẹ con mình đi nhá. Hôm nay mẹ cháu hẹn bác sĩ dưới đấy là 9:45, bây giờ là 9 giờ rồi. Từ đây đi xuống đấy mất 20 phút. Hai mẹ con sói đến nơi rồi. Bây giờ phải tìm cái chỗ văn phòng của bác sĩ, vì đây là lần đầu tiên mình đến cái chỗ văn phòng của bác sĩ này mà. Để mẹ nhìn xem nào. Có lẽ là ở đây. Tìm được rồi. Sói lại ngáp ngủ. Từ hôm qua đến giờ là sói rất thích đi ngủ trưa sớm. Trong kia là cái góc chơi cho trẻ con kìa. Nhưng mà bây giờ mẹ cháu không thể thả cháu xuống được, vì thả cháu xuống bây giờ là không cho cháu lại vào xe đẩy được. Nào, con để mẹ đóng vào. Hay con tự đóng và con lại thả ra. Khó tính như ông già ấy. Bum 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 bum. Bây giờ hai mẹ con cháu ngồi đây đợi một tí nào. Đợi một tí để đến lượt gặp bác sĩ nào. Bác sĩ. Trong văn phòng này đẹp lắm. Có trà. Không gian rất là nhẹ nhàng. Nhạc rất là nhẹ nhàng con nhỉ. Thơm nữa. Khám xong rồi, mọi thứ đều ổn, em bé phát triển bình thường, cả hai mẹ con cùng khỏe mạnh. Và về giới tính của em bé thì là đợi đến lần siêu âm tới là ngày 29 tháng 11 thì mình sẽ bật mí cho mọi người nhé. Mặc dù là hôm nay cũng có kết quả rồi nhưng mà thôi, đợi đến hôm đấy thì có siêu âm 3 chiều ý, siêu âm 3D thì mình sẽ bật mí để chia sẻ với mọi người. Còn bây giờ thì hai mẹ con sói sẽ đi ra trung tâm mua sắm để đi ăn uống này, mua thức ăn hoặc là mua hoa quả, mua cái gì để còn thiếu ở nhà. Sau đấy thì hai mẹ con về và em sói thì có vẻ là khá là buồn ngủ rồi. Sói hôm nay cũng buồn ngủ đúng cái giờ như là ngày hôm qua là 11 rưỡi đây. Là đang ngáp ngắn ngáp dài, có khi là từ trên xe ra đến trung tâm mua sắm là em sẽ ngủ mất. Bây giờ mẹ con sói đi đã nhá. Sói gà gật quá nên là thôi, mình quyết định là không đi ra trung tâm mua sắm nữa mà hai mẹ con quay về nhà. Và bây giờ thì mình sẽ pha sữa cho em sói đi ngủ trưa. Sau đấy thì mẹ cháu còn phải làm cái vlog để cập nhật thai kỳ ở tháng thứ tư, để còn cập nhật thông tin vào trong cái chuyên mục chuyện bầu bí của mẹ cháu nữa. Con nhỉ? Yeah. Đấy, em dụ cho em một nụ rồi đấy ạ. Mẹ pha chữa nhá. Pha chữa tu ti ti nụ nhá. Đi nụ để mẹ con làm việc nhá. Được không? Vừa nãy em ra khỏi cái chỗ bác sĩ ấy, thì kiểu gọi là gì nhỉ? Chỗ lễ tân ấy, họ có đưa cho mình một cái túi như thế này. Thì trước đây ở New Zealand cũng thế. Tất cả các bà mẹ đến các nơi khám của bác sĩ về khám thai thì họ lần đầu tiên thì họ sẽ đưa cho một cái túi này. Trong này có những cái thứ đồ này, có những cái quyển sách cần liên quan đến cái việc chăm sóc bầu bí này. Có những cái đồ gọi là đồ khuyến mại của các hãng. Họ bán đồ cho trẻ con như bỉm này, như là kem bôi mông các thứ này nọ ấy. Đấy, thì trong này là toàn bộ những cái đồ đấy. Còn đây là những cái giấy tờ mà mình sẽ phải điền lên mạng để điền để đăng ký vào bệnh viện. Đây là cái tờ hướng dẫn phí của cái chỗ bác sĩ mà mình đến gặp. Và đây là cái hóa đơn hôm nay mình đến gặp bác sĩ. Làm sao chế? Còn đây là một loạt ảnh chụp em bé từ siêu âm hôm nay ở chỗ bác sĩ này. Ouch! Ouch chào chào, em bé lại mút ngón tay này. Lần nào siêu âm em bé cũng mút ngón tay. Sói tu ti sữa xong lại quyết định ngồi chơi mà không ngủ trưa. Nhưng mà cũng chơi rất là ngoan nên là mình vừa quay xong cái vlog chia sẻ về
cập nhật tình hình thai kỳ ở tháng thứ tư. Cuối cùng thì cũng đã làm xong và bây giờ thì mình đang nấu canh thịt dứa chua để hai mẹ con sẽ ngồi ăn cơm, còn em sói thì đang chơi ở ngoài phòng khách. Dứa với cả ui cà chua này. Hi. Nấu nướng đã xong nhưng mà em sói thì vẫn đang mải chơi, đang ngồi kia chơi ô tô với chơi đồ chơi của em ý, nên là bây giờ mình sẽ tranh thủ ăn trưa trước và FaceTime nói chuyện với cả mẹ mình. Tại vì là cả tuần vừa rồi là mình chưa FaceTime nói chuyện với mẹ mấy ngày rồi nhỉ? 5-6 ngày rồi ý. Đấy, bây giờ mình ngồi ăn trưa này, mời mọi người ăn trưa với hai mẹ con sói nhá. Còn em sói thì mình để canh ra kia nguội cho em ý, sau đấy thì khi canh nguội rồi mình sẽ cho cơm vào và cho em sói ăn trưa sau. Bữa trưa đạm bạc của mẹ chói đây. Canh dứa chua, thịt băm, cơm với lại một cốc nước cam. Thật là lạnh, thật là ngon. Mời mọi người nhá. Thanh niên. Thanh niên không ngủ trưa, thanh niên ăn cơm trưa xong rồi. Bây giờ thanh niên có đi ngủ trưa không nào? Sao cô ôm chân mẹ thế nhỉ? Đi ra đây. Con đi ra đây ngồi. Raffy, come on. Nhanh lên con đứng dậy. Con đứng dậy. Tay đâu? Tay đâu đi ra đây. Đi ra đây ngồi nói chuyện mẹ xem nào. Làm gì đấy? Bây giờ buồn ngủ rồi à? Hay là như thế nào? Mà đi hai chân lại díu vào nhau chứ? Ô tô của con đâu hết rồi? Những cái ô tô con của con đâu hết rồi? Where's your car? Where is your car? Where are they? Where are they? Chào như thế nào? Thế bây giờ con có đi ngủ trưa không? Nếu mà con đi ngủ trưa thì hai mẹ con mình nằm ngủ trưa. Hả? Hay là lại chơi? Lại chơi thì đến lúc nào mới ngủ? Xe nhà cháu đang báo hết xăng, phải đi đổ xăng. Thì chiều đi đón ba cháu về, sau đấy thì là bảo ba đổ xăng con nhỉ? Em đã tìm thấy tay ô tô. Purple. Purple. Mang đây cho mẹ nhanh lên. Mang ra đây. Mang ô tô ra đây cho mẹ. Nhanh nhanh nhanh. Yeah. Found it. Found it. Go go go. Go go go. Con chào ô tô đi nào. Hôm nay cháu ngồi cháu thấy bác sĩ siêu âm em bé. Xong rồi tim em bé đập bụp 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 bụp. Thế là cháu giật mình chứ. Giật mình cháu hét lên chứ. Nhờ. Con chưa nghe được tiếng đấy bao giờ à? Chưa nghe được tiếng đấy bao giờ ạ? Bây giờ này. Thôi ơi. Mẹ cháu đúng là như con heo ấy, ăn no xong rồi mắt díu vào chỉ muốn đi ngủ thôi. Em sói hôm qua thì đi ngủ chưa sớm như thế, 11 rưỡi đã bắt đầu đòi đi ngủ, đòi bằng được. Ra nằm ghế sofa ngậm bình tì cả nhắm mắt ngủ luôn. Thế mà hôm nay đấy, 11 rưỡi cũng kiểu như thế. Thế mà cũng ngồi ti xong lại phục dậy lại chơi. Bây giờ thì cứ chơi như thế này thôi. Mong em ấy ngủ đi để mình còn có thời gian mình ngồi để dựng cái vlog cập nhật tình hình bầu bí. Không ngủ là mẹ không dựng được. Tại vì là mẹ cứ lanh quanh với em trên này này. Em ạ. Em chào, ngồi vào lòng mẹ làm gì? Ngồi vào lòng mẹ làm gì đấy hả anh thanh niên này? Anh thanh niên yêu quý của tôi này. Bùm 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 bùm. Nghe hợp ta. Ta ta ta. Ô tô con nói gì đấy? Ô tô màu gì đây con? Purple. What's this color? Purple. Đấy, cứ phải thế này mới chịu được ạ. On. Nhìn chân sói với chân mẹ này. Mẹ thì đúng là nâu luôn. Mẹ thì đúng là nâu luôn chó nhờ. Chói tia. Chói hâm tia. Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Bây giờ là 3:30 rồi đấy con ạ. Ăn thế thì 3:30 đúng không nhỉ? Đúng rồi, 3:30 chiều rồi đấy. 3:30 chiều rồi mà cũng không muốn đi ngủ chua à? Hả? Cứ phải vắt vẻo thế này á.
vẻo nằm bên chân mẹ thế này á, nặng lắm. Anh Tranh Niên là anh nặng lắm. Ăn mẹ cù cho này. Ăn. Ăn. Raffy. Kikaboo. Hay là mẹ nằm ở đây mẹ ngủ nhá. Mẹ nhá. What? Hi. Hi à. Ăn. Mun. Ăn. Raffy, ăn. Nói tay gì vậy? Hả? Em nói tay gì vậy? One. Pew. Pew. Mẹ cháu bị con muỗi nó đốt ở đùi à. Mẹ cháu bị con muỗi nó đốt da mình với da em sói độc lắm. Cứ bị muỗi đốt là kiểu gì cũng nên... Kiểu gì cũng lên nốt. Mà lên nốt để lại rất là lâu. Con nhà. Ăn. Raffy. Nào con ngồi lên mẹ cần cầu nào. 1 2. Ngồi hẳn lên chân mẹ. Đấy, 1 2. Bùm bùm bùm. Bác bám chắc vào. Bác cài dây an toàn chưa? Ui. Bác chưa cài dây an toàn là bác rơi xuống đấy. Ui. 1 2. Hồi bé bà ngoại toàn làm thế này cho mẹ này, với bác Hùng chơi buổi tối trước khi đi ngủ này. 1 2. Nào con bỏ cái tay kẹp vào giữa hai chân rồi. Bỏ cái tay này ra rồi. 1 2 3. Ready Teddy. Yeah. Hello. Cười mẹ ra nào. 1 2 1 2. One, two. One, two, three. Chú chọn mắt đã buồn ngủ chưa? Buồn ngủ chưa? Mẹ cho mình đi ngủ. Mẹ chỉ mong em đi ngủ thôi mà. Cho mẹ còn ngồi dựng vlog nữa. Sau đây mẹ còn ăn chân gà luộc nữa. Mẹ vừa ăn xong mà mẹ đã thêm chân gà luộc rồi. Mẹ cháu là con heo đấy. Mẹ cháu vừa ăn xong đã đói rồi. 1 2. One, two. Tự hét. Đã lên đâu mà hét. Mẹ đã cẩu lên đâu mà hét. 1 2. Bỏ tay ra, cái tay cứ kẹp vào giữa chân này. Mẹ đau hết cả chân. Nào, 1 2. Ôm chắc vào đây thôi. Hai cái tay đâu. 1 2. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Thôi xuống đi anh ơi, anh nặng lắm anh ạ. Ôi trời ơi, anh Tính. Ôi anh Tính. Ôi cần cầu đổ. Ui. À, buồn nụ chưa? Ôi, đừng có nhảy vào bụng mẹ. Ow. Ouch. Buồn nụ hay như thế nào? Nói cho mẹ nghe chứ gì. Mất chip vào rồi à? Ra ghế sofa nhá. Ngày bé em sói á, cứ bế em ra ghế sofa xong nằm với em một tí là em ngủ à. Sau đấy thì một giai đoạn gọi là em hết qua cái giai đoạn dễ dàng đấy rồi. Bây giờ em mới lại sang cái giai đoạn kiểu gì á, rất khó khăn. Yes. What? What's that? Mọi người nghe em sói gọi rồi. Mom. What is that, Papa? Raphael. Mom, where's daddy? Where's daddy? Raffy, where's daddy? Where's your daddy? Ba đâu nhỉ? Con biết ba đâu không? Daddy, where is he?
tati tati. Vì là nắng anh dụi mắt hay là anh buồn ngủ anh dụi mắt nào? Anh nói cho nghe nào. Nào không tì lên bụng mẹ như thế. Ao 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 ao. Tì lên em trẻ. Ouch. Ouch. Dụi dọ thế này là buồn ngủ đúng không? Đưa tay cho mẹ nào. Đi ra sofa nào. Hàn đi. A a a. Hàn đi. Good boy. Ôi ôi ôi. Giang chung trẻ. Đã trẻ đi chơi. Để cậu lại mợ. Cho cháu về quê. Cho dê đi học. Cho cóc ở nhà. Cho gà bơi bơi. Ua ua. Ồ, chưa ngồi xuống mẹ chưa nói ngồi xuống đã ngồi xuống rồi. Ăn chào. Đi nụ mà. Thôi bây giờ mình dỗ cho em sói đi nụ chưa đây. Mẹ cháu dỗ cháu đi nụ chưa đây. Nụ chưa nhá. Đấy thế là em sói cũng lăn quay ra ngủ được 2 tiếng đồng hồ và mình cũng nằm xuống ngủ với em ý. Sau đấy thì là mình dậy sớm trước em ấy 30 phút và ngồi dựng cái vlog update tình hình bầu bí đấy. Và sau đấy thì cái đèn xe nó tắt đi. Bật lại lên thì mọi người mới nhìn thấy được. Và hai mẹ con sói vừa đón được ba sói về. Bây giờ ba sói đang vào Domino's để gọi pizza. Còn tối nay thì mình sẽ ăn bún với cả canh thịt dứa chua. Em sói có thể ăn Domino với ba. Sói bây giờ đang ngồi đằng sau kia. Hiya. Hiya. Hello. Hello Rafi. Em dậy một cái em làm một túi sữa chua này. Bây giờ em đang ăn bánh snack snack. Thế xong rồi là mình dắt tay mình bảo đi đón ba, đi đón ba. Sói chứ Daddy, Daddy. Yeah. Daddy. Hả? Baby. Rafi baby. Về nhà cháu sẽ ăn tối. Ăn tối xong cháu tắm. Cháu tắm cháu chơi ngoan để mẹ cháu dựng nốt vlog này. Sau đấy thì cả nhà cháu đi nụ nha. Ồ, dụ dọ chứ. Dụ dọ thế. Car, where's your car? Where's your car? Ô tô của con đâu? Mẹ với cái ô tô cho em nhá. Ui, xa quá. Ừ. Car. There you go. Car. Trong cái mặt kìa. Em biết đấy nhỉ. Em biết là mẹ cần cái giấc ngủ trưa nên là em ngoan ngoãn em ngủ đấy chứ nhỉ. Dù muộn nhưng mà em cũng vẫn cứ ngủ để cho mẹ còn nghỉ ngơi. Ồ, Rafi. Con ăn đi nhá. Ăn đi. Nằm 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 nằm. Nằm 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 nằm. Sau đấy thì là đây ba cháu đây. Chắc là phải đợi. Sau đấy là mình phải vào siêu thị để mua một ít dưa chuột. How long? 10 minutes. Ok. Hai ba con sói đang ngồi ở trong xe đợi vì là cái siêu thị nó ở ngay cái cạnh cửa hàng pizza Domino này nên là mình đi bộ vào đây để mua rau củ quả luôn. Nhà cũng hết rau rồi, mua cải thảo về. Xoài này. Xoài hôm nay rẻ quá, có 3 đô một quả thôi, mẹ cháu phải làm mấy quả mới được. Xoài này. Dưa hấu nữa này. Bây giờ mình phải bỏ máy quay xuống thì mới chọn được xoài với dưa hấu. Đây, mẹ cháu mua được ngô. Vì chợt nhớ ra là lâu lắm rồi sói không được ăn ngô luộc. Ngô về luộc này. Mai luộc cho sói ăn. Cải thảo này. Xoài này với dưa chuột. Ba sói thì lại đi lấy pizza kìa. Sau đấy thì nhà sói sẽ đi đổ xăng và quay về nhà. Ăn tối. Ăn tối, ăn tối, ăn tối. Sói ơi, Rafi. Rafi. Rafael. Này. Úi giời, cái anh thanh niên này. Nhìn đâu bâng cua thế hả con? Úi giời, cái ngón chân. Úi, cái ngón chân. Mẹ tóm cái ngón chân. Mẹ tóm được cái ngón chân. Yeah. Pizza. Two. We come over to mom and dad? No? Okay.
nhà cái anh thanh niên kia ăn tối xong trước. À, nên là bây giờ đưa nhau đi tắm, còn mình thì pha sữa cho sói này, tắm xong thì sẽ để sói ngủ ngoài kia, xem tivi với ba sói và tu ti sữa. Em sói muốn đi ngủ lúc nào thì ngủ, còn mình sẽ ngồi ăn bún canh chua và sau đấy thì mình cũng sẽ đi tẩy trang và đi ngủ sớm ngày hôm nay. Hôm nay sau khi làm xong cái vlog chia sẻ về cập nhật tình hình thai kỳ ở chu kỳ tháng thứ tư thì mình quên mất là mình chưa chia sẻ với mọi người về một cái vấn đề nữa, đấy là vấn đề bổ sung vitamin cũng như là các loại thuốc gì để uống khi mà mang thai. Thì thực sự là bởi vì mình không bổ sung một cái gì bằng biện pháp là sử dụng thuốc hay là các cái loại vitamin nén bằng thuốc, mà mình chỉ ăn đồ ăn bình thường. Chính vì thế mà mình quên mất là mình không chia sẻ với mọi người là mình có dùng cái loại bổ sung vitamin gì không. Thế nhưng mà đến cái cập nhật thai kỳ tháng thứ 5 thì mình sẽ nhắc lại cái vấn đề này, để cho nếu bạn nào mà không theo dõi vlog hàng ngày của nhà sói ấy, thì có thể xem ở cái vlog hẳn bên chuyên mục chuyện bầu bí đấy, cho nó dễ tiện theo dõi ấy. Và mình cũng sẽ giải thích vì sao mà mình không bổ sung bất cứ một loại vitamin hay là dùng một cái loại thuốc uống nào để bổ sung cho bà bầu cả ở cái vlog cập nhật tình hình bầu bí đấy. Đấy, bây giờ mình mang sữa để sẵn ra ngoài phòng khách cho em sói này, mang bỉm và quần áo vào để ba sói tắm xong còn thay cho em sói đã nhá. Ok, anh thanh niên này tắm xong con phải mặc quần áo đã chứ nhở, sao ba lại thả con ra đây thế này? Đi vào bồn mặc quần áo đã, mặc quần áo xong ra đây mẹ cho tu tí sữa nào. Thì mẹ cho cháu vào mặc quần áo mặc bỉm đã nào. Hurry up Rafi. Tang 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 tang. Đây là bộ đồ ngủ mùa hè của cháu đây, cháu có mặc ở Việt Nam rồi đấy. Yeah, bộ Star Wars của cháu đấy. Yeah. Mọi người nhìn thấy cứ bóng bóng này là bởi vì mình đang bật quạt đấy. Sợ ơi, tắm xong rồi bây giờ con ngồi lên ghế sofa đi. Con ngồi lên đấy con tu ti sữa, sau đấy thì là con chơi, con ngủ lúc nào thì ngủ đi để mẹ còn ăn tối nào. Nồi canh của mẹ cháu sôi rồi, bún đây rồi, mẹ cháu sẽ mang rau ra để cho vào đây nào. Rau mùi với lại hành. Nào Rafi, con say bye bye mọi người nào, con nói bye bye nào. Bye, night night. Bye. Làm gì đấy? Bye. Dặn ị à? Rồi dặn ị à? Đang làm gì đấy? Ba cháu đang đi ra ngoài kiểm tra cái gì ý. Chắc là cháu nó không nói bye bye nữa đâu ạ. Con lại chơi với cả cái máy cắt cỏ à? Thôi đi cắt cỏ đi vậy. Tay cầm thuyền, tay cầm máy cắt cỏ. Bác đi cắt cỏ nhá, hẹn gặp lại bác ngày mai nhá. Bye. Đứng ta lững thững. Thôi bây giờ thì mình sẽ làm bún và ăn tối đây. Mọi người nhớ là sau khi xem vlog của nhà sói thì chia sẻ vlog của nhà sói trên trang cá nhân của các bạn. Và nhà sói cảm ơn sự ủng hộ của các bạn rất là nhiều. Nhà sói sẽ hẹn gặp lại mọi người ở vlog ngày mai. Bye.